khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội, rộn ràng những thanh âm cuộc sống. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên sâu trong khu tập thể ấy, có một góc đọc sách cộng đồng rất đỗi bình yên mang tên Góc Sách Nhà Mây. Cũng có thể gọi là có cái duyên là bên mình lại tìm được một không gian ở tầng 4 của một khu tập thể cũ. Để có thể đi lên tầng 4 này, bạn sẽ phải đi qua những cái cầu thang nhỏ, đi qua những cái con ngõ nhỏ, và cái không gian này nó cứ rất là êm đềm. Khi mà bạn đi từ tầng 1 lên đến tầng 4, bạn sẽ gần như trải qua một cái gì đấy gọi là lùi về quá khứ. Và đến tầng 4 này là bạn sẽ cảm nhận là mình lại tìm được một không gian của ngày xưa. Hơn 2.000 đầu sách với nhiều thể loại từ văn học, tiểu thuyết, triết học, tâm lý xã hội được sắp xếp khoa học, dễ tìm kiếm. Đặc biệt, một số kinh sách Phật giáo cũng được nhiều bạn trẻ tiếp cận như là một cách tìm đến giây phút an yên, trở về với sâu thẳm nội tâm mình. Tôi thấy rằng là các bạn trẻ hiện nay thì cũng đã có xu hướng là đọc dần dần các thể loại sách về tâm linh và sách Phật Pháp rất là nhiều. Đấy là một cái điểm khá là đáng mừng. Trong 2 năm trước đây khi mà tôi dành khá nhiều thời gian để tu tập ấy, đấy cũng là một cái bước chuyển để cho tôi từ cái địa điểm kinh doanh thông thường, chỉ kinh doanh sách thông thường thôi, mà tôi đã làm cái không gian đọc sách miễn phí dành cho mọi người như này. Bởi vì đấy là cái việc là mình sẵn sàng cho đi. Mình thực sự rất thích cái không gian ở góc nhà mây. Nó đem lại cho mình cái sự yên bình mà mình đã tìm kiếm từ nhiều năm nay. Hiện tại thì mình đang quan tâm nhiều đến thể loại sách về tâm lý học, về khoa học, về cuộc sống, về các cách đối diện với cuộc đời, làm thế nào để có thể sống một cuộc đời thư thái và hạnh phúc hơn ấy. Thời gian tới, Góc Sách Nhà Mây tiếp tục bổ sung nhiều đầu sách để phục vụ bạn đọc. Xã hội càng phát triển, nhịp sống càng hối hả vội vã, thì những giây phút bình yên đắm mình trong từng trang sách lại đáng quý biết nhường nào.